Ngày 23 tháng 2 năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 09 về việc quy định chính sách hỗ trợ đất nông nghiệp cùng thửa đất đang có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Nghị quyết sau khi được ban hành đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo khung pháp lý quan trọng trong thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Phường Tân Bình, thành phố Tam Điệp có trên 290 tổ chức, hộ gia đình nằm trong diện giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía đông đoạn Mai Sơn quốc lộ 45. Trong đó nhiều hộ có đất nông nghiệp gắn liền với đất ở trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Trước đây, mức hỗ trợ theo quy định cũ là 100.000 đồng trên mét vuông đất nông nghiệp gắn liền với đất ở khi thu hồi. Theo các hộ dân, mức hỗ trợ này là quá thấp. Sau khi nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành, quy định mức hỗ trợ mới bằng 50% chênh lệch giữa giá đất ở với giá đất nông nghiệp cụ thể do Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định tại thời điểm thu hồi đất đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của nhân dân. Các ban ngành chức năng là kịp thời giải quyết thấu đáo cho bà con nhân dân chúng tôi. Đấy, cụ thể là giá cả đền bù thỏa đáng thì nhân dân phấn khởi và nhận tiền để giải tỏa mặt bằng, để trả lại mặt bằng cho nhà nước. Trên cơ sở nghị quyết, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần trách nhiệm cao nhất từ tỉnh đến cơ sở, nên chỉ trong một thời gian ngắn, 100% hộ dân đã đồng thuận với phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, cơ bản bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công.